kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm ngày 24 và ngày 25 tháng 8, thời tiết trên toàn tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay ngày 24 tháng 8, tỉnh Lai Châu có mưa vừa giải rác, cục bộ thì có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ sau 19 giờ ngày 23 tháng 8 đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, phổ biến là từ 10 đến 50mm. Một số nơi thì có lượng mưa lớn hơn như là Hua Bùm 69mm, Khuôn há 73,4 mm, nậm ban 79,8 mm, mường mô 80 mm, nậm hàng 82 mm, bắc ma 109 mm, thu lũm 131 mm. Và dự báo vào đêm nay 24 tháng 8 đến khoảng ngày 26 tháng 8 thì do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 m trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, thì tại tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rông. Lượng mưa phổ biến trong đợt này là từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 70 mm trên 24 giờ. Mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra tại các huyện Mương Tè, Nậm Nhùn, Sinh Hồ, Phong Thổ, Tam Đường. Trong mưa rông thì có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp độ 1 xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh Lai Châu. Tại khu vực thành phố Lai Châu, mây thay đổi, có mưa rào và rông dài rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm từ 65 đến 96%. Huyện Mường Tè, mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm từ 75 đến 90%. Cùng đến với thời tiết của huyện Sinh Hồ, mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ C, độ ẩm từ 65 đến 90%. Cùng đến với thời tiết của huyện Than Uyên, mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C, độ ẩm từ 65 đến 97%. Huyện Nam Nhùn Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm là từ 75 đến 90%. Đến với thời tiết của huyện Tam Đường, thời tiết ở Tam Đường thì mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ C, độ ẩm là từ 65 đến 97%. Thời tiết tại huyện Tân Uyên Mây thay đổi có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ C, độ ẩm là từ 65 đến 97%. Đến với thời tiết của huyện Phong Thổ, mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm là từ 75 đến 90%. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.